Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm vở bài tập toán nâng cao lớp 3, bài số 5, bảng nhân 3, bảng chia 3. Tiết 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta điền số. Các em hãy nhớ cho thầy bảng nhân 3 để chúng ta có thể điền được các kết quả vào các ô trống này. Đầu tiên chúng ta sẽ có 3 nhân với 1 đúng không nào, bằng 3. Tiếp theo chúng ta có 3 nhân 2 thì bằng 6. 3 nhân 3 thì bằng 9. 3 nhân 4 thì bằng 12. 3 nhân 5 bằng 15. 3 nhân 6 thì bằng 18. 3 x 7 thì bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 thì bằng 27. Và 3 x 10 thì bằng 30. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành bài tập số 1, bảng nhân 3. Vận dụng bảng nhân 3, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, giải toán có lời văn. Bài 2. Mỗi ngày sóc nhỏ ăn 3 hạt dẻ. Hỏi trong một tuần sóc nhỏ ăn tất cả bao nhiêu hạt dẻ? Bài toán cho biết là sóc nhỏ ăn 3 hạt dẻ mỗi ngày đúng không nào? Và trong một tuần thì sóc nhỏ ăn tất cả bao nhiêu hạt dẻ? Vậy chúng ta hãy đổi cho thầy đúng không nào? Một tuần thì bằng 7 ngày đúng không? Một tuần thì bằng 7 ngày. Vậy thì mỗi ngày sóc nhỏ ăn 3 hạt dẻ. Vậy 7 ngày sóc nhỏ sẽ ăn 3 nhân 7 đúng không nào? Và bằng 21 ngày. Được chưa nào? Chúng ta cùng trình bày bài giải nhé. Ta có là gì nhỉ? Trong một tuần sóc nhỏ ăn tất cả số hạt dẻ là. Chưa nào? Trong một tuần sóc nhỏ ăn tất cả số hạt dẻ là thế nào? 3 nhân với 7 thì bằng 20, 21 đúng không nào? Hạt dẻ. Đáp số hai mươi một hạt dẻ. Rồi chuyển sang bài tập số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Khi Mai chuẩn bị đi cắm trại, mẹ đã chuẩn bị bánh quy cho Mai và 5 bạn nữa. Biết mỗi người đều nhận được 3 chiếc bánh quy. Hỏi mẹ cần chuẩn bị tất cả bao nhiêu chiếc bánh quy? A. 3 chiếc, B. 6 chiếc, C. 15 chiếc và D. 18 chiếc. Chúng ta sẽ đọc kỹ cho thầy bài toán nhé. Mẹ đã chuẩn bị bánh quy cho Mai và 5 bạn nữa, đúng không nào? Vậy thì tổng chúng ta có tất cả bao nhiêu bạn? Kể cả Mai và 5 bạn nữa thì tức là chúng ta sẽ có 6 bạn đúng không? 6 người đúng không nào? Mỗi người đều nhận được 3 chiếc bánh quy. Mỗi người đều nhận được 3 chiếc bánh quy. Vậy thì mẹ cần chuẩn bị tất cả số bánh quy là bao nhiêu các em? Chính là chúng ta sẽ lấy 6 x 13 đúng không nào? 6 x 13. Mỗi người nhận được 3 chiếc bánh quy. Như vậy là mẹ cần chuẩn bị 18 chiếc bánh quy đúng không nào? 18 chiếc bánh quy. Rồi. Vậy đáp án chúng ta điền vào đây là đáp án D đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án D. 18 chiếc
Để chưa nào các em? Bài tập số 4 yêu cầu điền số đúng nào. Ở đây phần A này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái cốc. Phần B cũng tương tự như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền các số vào từng cốc. Đề bài cho 4 chiếc cốc đã có số 6, 9, 12 và 15. Đây là các số tự nhiên liên tiếp cách nhau 3 đơn vị, đúng không nào? Vậy thì chúng ta dễ dàng chúng ta sẽ điền được ở chiếc cốc đầu tiên, đó là số mấy nhỉ các em? Số 3. Đúng chưa nào? 3 cộng 3 thì bằng 6, được chưa? 6 cộng 3 thì bằng 9, 9 cộng 3 thì bằng 12, 12 cộng 3 thì bằng 15. 15 cộng thêm 3 nữa, cộng 3 thì sẽ bằng 10, 18. 18 lại cộng thêm 3 nữa thì sẽ bằng 20, 21. 21 cộng 3 thì sẽ bằng 20, 24. Được chưa nào? Rồi, chúng ta chuyển sang phần B. Phần B, người ta cho 21, 15, 12 và 9. Ở đây chúng ta cũng thấy là gì nhỉ? Đây cũng là các số tự nhiên, nhưng các số tự nhiên này là các số tự nhiên giảm dần, đúng không nào? Và mỗi số tự nhiên này thì đều cách nhau là 3 đơn vị. Vậy thì ở đây chúng ta có là gì nhỉ? 21 trừ đi 3, đúng không nào? Trừ đi 3 thì sẽ bằng 18. 18 trừ đi 3 thì bằng 15. 15 trừ 3 thì bằng 12, 12 trừ 3 thì bằng 9, 9 lại trừ đi 3 thì bằng 9 trừ đi 3 thì sẽ bằng 6, đúng không nào? Rồi. 21 ở đây sẽ là 20, 24. 24 cộng 3 nữa thì bằng 20, 27. Chưa nào? Như vậy, thầy vừa hướng dẫn các em làm vở bài tập toán nâng cao lớp 3, bài số 5, bảng nhân 3, bảng chia 3, tiết 1. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ôn lại bài, ôn lại bảng nhân 3. Hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau. Chào các em.